Xin chào quý khách hàng đến với kênh Địa ốc Happy Home. Thì hiện tại tôi đang có mặt ở đây để giới thiệu đến khách hàng dự án của chúng tôi. Dự án khu dân cư Cầu Tràm là dự án sở hữu vị trí vàng của trung tâm kết nối khu công nghiệp, khu hành chính và khu thương mại tổng hợp. Hiện tại thì dự án của chúng tôi đang sở hữu 4 mặt tiền đường kinh doanh. Mặt tiền thứ nhất là chợ ở ngay cổng của khu công nghiệp. Và mặt tiền thứ hai là khu công nghiệp Cầu Tràm với hơn 20 công nhân, là khu công nghiệp sạch luôn, chỉ gia công mà chứ không sản xuất nên sẽ không có khói bụi và ô nhiễm. Đặc biệt là mặt tiền đẹp nhất của chúng tôi là một view sông dài hơn 1.000m bao quanh của dự án, mà rất có hiếm khi có một dự án nào có được view sông như vậy. Thì hiện tại bên chúng tôi đang mở bán giai đoạn 1 là mức giá từ 17 đến 23 triệu một mét vuông, với mức giá mà đáng để đầu tư và thấp hơn thị trường lên 10 triệu một mét vuông. Thì đây là mức giá đáng đầu tư nhất hiện nay. Nếu các bạn có quan tâm và thắc mắc gì đến dự án của chúng tôi, liên hệ chúng tôi qua Địa ốc Happy Home hoặc liên tới tôi qua số 0949698731 để được biết thêm thông tin chi tiết. Xin chào và hẹn gặp lại.